Mến chào quý cô chú và anh chị, hôm nay Triệu có về một bộ bàn ghế gõ đỏ 4 ghế cho cô chú chị mình ha. Một bàn 4 ghế bộ trúc đó, bao đẹp cho cô chú chị mình luôn ha. Đó, với đồ gốm, đồ đồng, đồng hồ carillon. Đó, đây giờ mã số 1AB đầu tiên đó là em lên một cây carillon 10 gông 10 búa cho cô chú chị mình ha. Đó, hàng này thì em bao cô chú chị mình luôn, chuẩn độ 100%. Đó, bao chuẩn độ cho cô chú chị mình luôn. Chiều cao đó là 50-59 nha, 5 tấc 9. Bề ngang của nó luôn là 4 tấc 2. Đó, carillon 10 gông 10 búa cho cô chú chị mình ha. Hàng này thì bao chuẩn đồ. Đó, ghim 100% từ trên xuống dưới, từ máy móc cho đến thùng luôn là 100% ghim cho cô chú chị mình ha. Thùng là thùng cũng là dán ép luôn. Đó, ghim của nó là dán ép cho cô chú chị mình ha. Cô chú chị mình muốn test âm thanh thì cứ liên hệ với em qua số điện thoại 0939 80 6464 là số Zalo và Facebook nha. Đó, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đó, một cây đồng hồ đó, carillon 10 gông 10 búa. Đó, hàng nội địa. Đây, cũng như xem mặt đồng hồ rất là đẹp nha. Cây này thì em Zalo với cô chú chị mình luôn. Còn một cây duy nhất giá là 7.400.000, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn nha. Mã số 1 mã số 2 đó là một bộ tượng Chúa. Đó, đây, chất liệu là bằng đồng, hàng nguyên si lành lặn, cao của nó luôn là 2 tấc 7 nha. Chân nến cao 4 tấc. Đây, tượng bề ngang của nó luôn là 1 tấc 9, 2 tấc. Đó, anh chị mình xem giùm em ha. Chuẩn đồ đồng xưa, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Đó, phía trong thì chất liệu là bằng đồng, ngoài cũng là như vậy luôn nha. Đó, hàng thì nguyên si. Đó, mặt sau thì cô chú anh chị mình thấy giùm em ha, rất là đẹp. Đế dưới là của chúng ta mình khỏi an tâm, khỏi lo. Đó, đồng nguyên khối đúc, chuẩn đồ xưa. Bộ này thì giá là 3.900.000, bao ship toàn quốc cho chúng chị mình luôn nha. 3.900.000. Một cái chảo đồng, đường kính chảo là 3 tấc 4 nha chúng chị mình ha. Đó, 3 tấc rưỡi luôn đó, nhưng mà 3 tấc 4 thôi. Đó, chảo này thì nguyên si lành tích 100%, từ trên xuống dưới. Đó, từ trong ra ngoài. Lòng chảo sâu thì khoảng cái tầm 1 tấc nha, vẫn xài tốt bình thường. Trên đây thì nó gò gỉ tí xíu, nó hơi nứt nhẹ thôi. Đó, còn chảo thì vẫn xài tốt. Bao đánh bóng và bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn, giá là 2.200.000. Đó, bao phí ship cho cô chú anh chị mình luôn nha, 2.200.000. Mã số 4 là một cây cân đòn. Đó, chiều dài của cây cân này là 80. Cân inox nguyên si là lặn 100%, bao đẹp cho cô chú anh chị mình luôn nha. Đó, inox. Đó, trọng lượng cân thì cân được 100kg trở lên. Đó, cái này là em bao vệ sinh lại cho cô chú chị mình rất là đẹp ha. Giá là 900.000. Đó, bao ship toàn quốc cho cô chú chị mình luôn. Đó, đây để những em có những cái thố nha. Đó, đây. Những cái này thì hàng của Nhật xưa. Đó, mỗi thứ là 2 cái, 3 cái, này là 7 cái. Dĩa này là 1 tấc rưỡi vuông dứt, dĩa này là 1 tấc 7 vuông dứt. Đó, 1 tấc rưỡi là có mộc vuông đỏ nha. Mộc này là mộc Nhật xưa. Đó, đây. Còn dĩa thì chữ nha, mộc chữ. Đó, nói chung là chuẩn đồ Nhật xưa, bao đẹp anh chị mình luôn. Đó, đây. Còn khay này là vuông đỏ. Đó, mộc đỏ. Những cái tuổi đời, những cái khay này thì tầm khoảng cỡ 40-50 năm hết trơn rồi cho anh chị mình ha. Đó, bộ này thì gồm có 7 cái thì em giao lưu là 500.000, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. À, đây, những cái dĩa tàu xưa và Nhật xưa. Đó, đây là gồm có là 2, 4, 6 cái, bên đây là 2, 4 cái, là 10 cái nha. Kích cỡ thì em sẽ đo của chúng chị mình biết. Cái này là 1 tấc 3, cái này là 1 tấc 3 luôn. Đó, này là của tàu xưa, Nhật xưa nha. Đó, rất là đẹp. Đồ thì nguyên zin 100%, bao đẹp cho anh chị mình luôn. Đó, gồm có là 10 cái thì em giao lưu với cô chú anh chị mình. Đó, 10 cái này thì giá là 400, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn nha. Đây, 5 cái tiềm xưa, rất là đẹp. Đó, chiều dài của nó luôn là 2 tấc 2, bề ngang của nó luôn là 1 tấc 2. Đó, hàng này cũng là Nhật xưa, men gạn rất là đẹp món chị mình ha. Đó, xem giùm em phía trong này thì nó vẽ bông đào rất là đẹp. Đó, chúng chị mình thấy giùm em ha. Đó,
Mã số 7, cái này nó gồm có 5 cái, thì em giao lưu của chú chị mình luôn, giá là 400.000 bao ship toàn quốc cho chú chị mình luôn nha. Đó, 4 cái bình. Đó, đây một cái pha lê nha. Pha lê này pha lê 2 da. Đó, hàng màu xanh coban rất là đẹp. Đó, chiều cao của cái bình này á là 3 tấc, chiều cao bình thấp nhất là 1 tấc 9. Đó, lô này thì gồm có 4 cái nha. Mã số 8. 4 cái này thì giá là 500, bao ship toàn quốc cho anh chị mình luôn. Đó, rất là đẹp nha. 500.000 bao phí ship. Đó, 4 cái. Mã số 9 đó chính là một cái bình phong. Chiều cao chính xác là 4 tấc 9, 49 nha. Bề ngang lớn nhất của nó luôn là 49 luôn. Đó, còn cái khung này phía trong là 2 tấc 2. Bề ngang 2 tấc 2. Đó, cao 2 tấc 2, ngang là 3 tấc 2, rất là đẹp nha. Cũng là nguyên si là lặn 100%. Đó. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ cả ngóc, rất là trung bình đẹp. Đó, khay này á, bình phong này thì em giao lưu của chúng chị mình luôn, giá là 4.500.000 bao ship toàn quốc cho chúng chị mình luôn nha. Mã số 10 đó chính là một cái chóe Nam Bộ, hàng lái thiêu chuẩn đồ xưa, bao đẹp. Chiều cao là 5 tấc 2, đường kính miệng là 2 tấc 2, chu vi bình này của nó luôn là 110. Đó, bình này thì bao chuẩn đồ, bao đẹp cho quý chị mình luôn, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, mã số 10B. Đó, đế dưới thì có tái chế lại tí xíu nha, quý chị mình xem giùm em, thân thì lành tích, quay thì mất hết. Đó, bình này thì em giao lưu của chú chị mình luôn, giá là 1.000.000 bao ship toàn quốc cho quý chị mình luôn nha. Đó, một cái bình lái thiêu xưa. Đây, cái cặp bình gồng. Đó. Cặp bình gồng mã số 11 nha. Cặp này thì cặp gồng này đối diện trực diện nhau cho chúng mình ha. Đó, tại vì em để nghịch chiều thôi. Chứ nó đối diện trực diện rất là đẹp. Chiều cao là 4 tấc 3, đường kính miệng là 1 tấc 7, chu vi bình của nó luôn là 70. Hàng này của tàu xưa, hoa văn họa tiết vẽ tay. Từng nét một rất là đẹp luôn chị mình ha. Mã số 11B. Phía sau cũng vẫn có vẻ luôn. Để dưới của chú chị mình xem giùm em cái nha. Đó, hàng của tàu xưa. Đó, đây đường kính miệng của chú chị mình xem miệng giùm em cái nha. Đó, rất là đẹp. Cặp này thì em giao lưu của chú chị mình luôn khắp mọi miền đất nước. Mã số 11B. Giá là 3.200.000 bao ship toàn quốc cho chị mình luôn. 3.200.000. Mã số 12B. Đó chính là một cái tích của nó là cầm kỳ thi họa. Đó. Chiều cao là 60, đường kính miệng là 2 tấc 1, chu vi bình này lớn nhất của nó luôn là 94. Đó, cặp này á, là cũng là cầm kỳ thi họa rất là đẹp đó quý chị mình ha. Đó, xem giùm em một vòng. Đó, nguyên zin là 100% nha. Hàng này thì bao là đồ nguyên cho quý chị mình luôn. Đế dưới của quý chị mình xem đế giùm em ha. Đó, còn miệng thì đằng trước đây. Đó. Cặp này thì em giao lưu của chú chị mà luôn, giá là 3.400.000 bao ship toàn quốc nha. Còn một cặp, hai cặp thôi. Đó, em thu hồi giá vốn lại nha. Đó, mã số 13. Đó chính là một cặp bình kim chỉ qua mẫu đơn. Hàng này là của tàu xưa nha, không phải Bát Tràng. Mã số 13B. Đó, cũng còn một cặp duy nhất thôi. Chiều cao là 95. Chính xác là 95 nha chú chị mình ha. Đường kính miệng là 3 tấc. Chu vi bình này là 110. Đó, hàng này của tàu xưa, hoa văn họa tiết vẽ tay, men rạng rất là đẹp nha. Đó, giờ mình xem giùm em một vòng sơ qua từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Đó, nguyên si lành tích 100%. Đó. Bức này thì em giao lưu với quý cô chú anh chị mình khắp mọi miền đất nước, giá là 4.700.000 bao phí ship toàn quốc cho quý chú chị mình luôn, 4.700.000 nha. Mã số 14 đó chính là một cái tấm rương. Chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, chuẩn đồ, bao đẹp luôn nha. Chạm chỗ hoa văn phụng rất là đẹp nha quý chú chị mình ha. Chiều cao của tấm rương này là 1m8. Bề ngang chính xác của nó luôn là 5 tấc 3. Đó, cô chú chị mình xem giùm em từ trên xuống dưới. Hoa văn chạm bông mai đó, đây quý mai rất là đẹp nha, dưới thì thiên nga hồ sen chạm rất là đẹp.
đó, nguyên si là lặn, chất liệu gỗ là bằng gõ đỏ, đồ là nguyên 100% zin, đó, không có bị bể mẻ hay là mối mọt ăn chỗ nào hết trơn nha. Kiến cũng là nguyên si đó, quay ra mặt sau cho chúng chị mình xem luôn ha. Đó, bức này thì kiến gương này rất là đẹp của chúng chị mình ha. Đó, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, chuẩn đồ xưa, bao đẹp chúng chị mình luôn. Những móc này thì nó đã gãy rồi, em sẽ gỡ ra luôn cho chúng chị mình ha, nếu chúng chị mình có giao lưu. Đó, đây cái gương này thì em giao lưu giá cũng đặc biệt ưu đãi ngày hôm nay với quý cô chú anh chị mình luôn. Dây ra mặt trước đi, đó, cũng như mình xem tổng thể rồi, rồi bây giờ mình xem lại tổng thể cái nữa nha. Đó, cái gương này thì em giao lưu là 11.500.000 bao phí ship cho cô chú anh chị mình, đó là 1.000 cây số nha. Đó, 11.500.000, mã số 15, đó chính là một bộ ghế trúc, đó, 4 ghế một bàn. Đó, nhìn cái ghế rồi cô chú chị mình xem ha. Đó, đồ này thì chúng em chưa, nói chung là mua sao bán vậy, chưa có sơn phết lại luôn. Đó, cũng vẫn còn cây thô sơ. Đó, cô chú chị mình xem giùm em ha. Đó, chạm trúc rất là đẹp, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ. Chiều cao vách lưng là 1m1. Đó, bề ngang tựa lưng là 5,5 tấc. Phủ bì chỗ ngồi là 60-62. Đó, lọt lòng chỗ ngồi này á là 46 nha cũng như mình ha. Chiều sâu vô là 5,2. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nguyên con. Đó, cô chú chị mình có nhu cầu thì chúng em sẽ kéo mặt ni lại cho cô chú chị mình, rất là đẹp. Còn thôi là chủ yếu là mình vệ sinh thôi. Đó, khi mà mình đã vệ sinh kéo mặt ni thì đó, dân cây nó sẽ lên như vậy nha cô chú chị mình ha, rất là đẹp. Đó, em lao như vậy là cô chú chị mình thấy cái nước nè. Đó, nó rất là bóng nha, cây thì rất là bóng luôn. Nói chung là khi mà em đã sơn lại thì nó sẽ như vậy. Cái mặt ni của chú chị mình cứ để nguyên sơ như vậy thì mình cứ lau chùi để giết thì nó sẽ lên dầu rất là bóng đẹp luôn. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ nguyên si nha, nguyên riêng cho chú chị mình luôn. Đó, ghế thì bao đẹp của chị mình luôn, trong thì rất là sạch sẽ, không có bị mối mọt, cây thì không có chấp nối luôn. Đó, từ trưng cho đến thân ghế thì rất là đẹp. Đó, bộ này thì gồm có là 4 ghế một bàn. Đó, rồi bây giờ em sẽ 4 ghế này thì nó giống nhau. Bây giờ em sẽ đo cái bàn nha. Bàn này là bề ngang của nó luôn là 89. Đó, phủ bì là 89 nha. Chiều cao của nó luôn là 75. Đó, bàn thì của chú chị mình thấy rồi đó, rất là đẹp. Đó, cũng là cây mộc mạc là nguyên si luôn. Đó, xung quanh dìm là chạm chữ hỷ. Đó, bàn này thì rất là đẹp đó chú chị mình ha. Đó, nguyên zin 100%. Đó, em lao cái dìm bàn cho chị mình thấy đó, thấy không? Thì mình thấy nước vô là hoặc là BU vô hoặc là nó lên nhân cây rất là đẹp. Đó, nhưng mà chúng em sẽ để nguyên zin như vậy. Cô chú anh chị mình có nhu cầu thì em mới quay nha. Mấy sơn. Đó, một cái ghế chất lưng sau nè, cũng nhìn thấy nè. Đó. Liền lạc hết trơn luôn. Đó, những con ốc này thì chúng em sẽ làm mới lại nha. Đó, để giữ được cái miếng đá cho nó chắc chắn hơn. Đó, đồ này thì cũng được vài chục năm rồi. Bộ này thì em giao lưu với cô chú anh chị mình luôn. Đó, có giá là 39 triệu. 39 triệu em bao phí ship cho chú anh chị mình 1.000 cây số nha. Đó, 4 ghế một bàn Ngũ Phúc 39 triệu bao phí ship 1.000 cây số cho quý cô chú anh chị mình. Đó, chất liệu gỗ là bằng gỗ đỏ, bao không có mối mọt luôn. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn các chú anh chị mình thời gian qua đã hỗ trợ Thanh Chịu rất nhiều. Thanh Chịu xin trân trọng cảm ơn và cảm ơn.